Nãy giờ bà con xem thấy có hay không ạ? Phải nói là ban tổ chức của chúng ta đã tuyển chọn hôm nay về đây rất rất là nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt là chút nữa quý vị sẽ gặp lại danh hài Tấn Bèo và Dũng Nhí. Tại sao gọi là Dũng Nhí? Vì Dũng có tí xíu à? Dạ, nhưng mà tuổi rất lớn nha, nay gần 100 tuổi rồi đó. À, cũng thưa với lại tất cả bà con. Và sau danh hài Tấn Bèo và Dũng Nhí thì quý vị sẽ gặp gỡ những giọng ca vàng của các ca sĩ trẻ hôm nay. Bây giờ thì Châu Thanh sẽ hát cho tất cả bà con nghe một đoạn giọng cổ trong vở tuồng Đưa Em Về Quê Má của tác giả Hoàng Ngọc Ẩn. Dạ, xin mời ban nhạc đoạn khúc Lam Giang 4 năm thay vì mình xuống 4 câu 5 nhưng mà xuống sề rồi 8 nhịp chót nha. Rồi bà con ơi, bà con Diễn Châu ơi, một tràng pháo tay cho những chàng nhạc sĩ dễ thương đi bà con. À, bà con quá là dễ thương luôn. Nghe ngoài trời mưa bay, mưa đó gieo lòng đắng cay. Từ đâu gió giông đưa về mang bao quốc hận nỗi sầu nhân thế. Đời còn nhiều trái ngang, gió đông đưa cho lá lìa tuổi xưa. Lòng mình mang người về đâu, nhớ thương em dù già, bao giờ mới được gần nhau. Nàng giờ này của em nhanh nghe như bao lời nói dịu dàng âu yếm gửi đến tranh trong những ngày xa chăng. Xưa ơi hãy nghe anh nói cùng em tình của con đây lòng chẳng đôi thái anh bỗng cô ấy anh luôn nhớ hoài nhớ người con gái còn cái tên Thảo Thảo sương sương mà đã xa nhau mấy đồ trăng rồi. Gần ngắn cho lại đôi lòng, dù mặt anh còn trong tâm tôi nhưng hơi hôm giờ hiện đâu dễ mà quên. Nếu phải xa nhau nhìn núi trắng sông nhưng hình bóng giờ hiện hạt từng dân khác trong tâm bao ngày xa nhau dân thương thương hoài trong đừng bỏ đi mà em. Sương ơi, mình đã xa nhau mấy mùa nắng trong buồn biết bao nhiêu khi tình chẳng trọn tình. Giờ tương hồi ý không nhìn, có phải
lòng chứng thủy mà trong cuộc đời tôi.